ơi, tại sao lại khóc? Tại sao ngay lúc này lại khóc? Tự nói cái gì cô, em có giấy. Nói đi, nói một chút đi. Thì bây giờ Hiền cảm thấy như thế nào khi mà cái đứa con tinh thần của mình, một cái sản phẩm rất là tâm huyết của mình đã được ra mắt với mọi người ngày hôm nay? Xin chào mọi người ạ. Em xin nói chút xíu trước cho Hiền bình tĩnh lại. Thật ra Hiền nhiều cảm xúc như vậy là bởi vì cái quá trình mà tụi em làm cái sản phẩm này nó diễn ra khá dài. Và đặc biệt là trong cái ngày quay vừa xong cũng là cái dịch nó bùng lên và rất là nhiều thành viên trong đoàn trên một chuyến bay nó cũng có đi chung với một cái người Nhật nghi là dương tính khi mà về Nhật Bản rồi thì công bố như vậy. Cho nên là rất là nhiều người cũng phải đi cách ly và cách ly tại nhà. Nói chung một cái hành trình sản xuất MV đã gian khó trong cái chuyện của mình rồi, mà những cái điều sau đó nó tiếp tục, là nhất là các tiên, diễn viên các tiên cũng phải đi cách ly tập trung 14 ngày. Nói chung là nó rất nhiều trải nghiệm, từ khâu chuẩn bị, rất nhiều bối cảnh chốt xong thì đến ngày quay mưa gió sạt lở đường không vào được, thì chỉ có 2-3 ngày để ứng biến, để tìm lại một cái bối cảnh khác. Rồi cái đêm quay những cái cảnh khó khăn nhất thì lại mưa tầm tã nguyên một đêm cho đến sáng. Những cái trải nghiệm đó làm cho tụi em có rất là nhiều cảm xúc với dự án này. Và khi mà nhìn thấy cái sản phẩm nó thành công, nó ra mắt được, cái chất lượng hình ảnh cũng như là âm nhạc và tất cả cảm xúc nó mang đến cho mọi người như vậy, thì cảm bản thân Kawai và Hiền Hồ và toàn thể ekip rất là mong muốn sản phẩm này sẽ đánh dấu một cái bước ngoặt trong những cái sản phẩm âm nhạc của Hiền Hồ, và được khán giả đón nhận nồng nhiệt và sẽ lan tỏa đi cho một cái điều mà Kawai rất tự hào, là những cái yếu tố văn hóa lịch sử Kawai lại một lần nữa đưa vào sản phẩm giải trí của mình. Rất là cảm ơn sự ủng hộ và có mặt của mọi người ngày hôm nay ở đây ạ. Cảm ơn đạo diễn Kawai, Tuấn Anh và Thanh Huyền cũng có cảm nhận được là đây là một trong những sản phẩm phải nói là tâm huyết nhất của anh Kawai từ trước đến nay, và là sản phẩm hoành tráng nhất của Hiền Hồ, đúng không ạ? Thì không biết là bây giờ cô y tá ơi, có bình tĩnh lại chưa? Ok. Chị hỏi bây giờ cảm thấy như thế nào? Em thấy xúc động quá. Cái thời gian mà em chờ đợi nó rất là lâu, và hôm nay thì mọi người lại đến rất là đông. Thì cũng biết là vui, thì giống mà hạnh phúc mà. Em không biết là mọi người có thích MV này không. Tuy nhiên thì bản thân em thì mặc dù trong MV có rất là nhiều cái yếu tố buồn bã và tiêu cực, nhưng mà không biết sao bây giờ em lại thấy vui quá. Em thấy hạnh phúc quá. Cái thời gian mà khi thực hiện cái MV này nó rất là nhiều cái khó khăn mọi người ơi. Trước khi đi quay nó rất khó khăn, rồi đi quay nó lại khó khăn, và sau đó hậu kỳ nó cũng khó khăn nữa. Nhưng mà rất là may vì anh Kawai, ekip Allen và tất cả mọi người đang support em thì lại rất là nhiệt tình và thương em. Cho nên là tình cảm mọi người hôm nay ở đây nữa. Nên là em chỉ nói vậy thôi được không? Vì em nói một tí nữa. Xin được cảm ơn Hiền, quá là xúc động ạ. Và mọi người ơi, đây là ca khúc mà thứ hai đúng không, của Hiền và nhạc sĩ Phương Anh Tú phải không ạ? Từ sau là Em Ngày Xưa Khác Rồi đó. Thì em không biết là với anh Phương Anh Tú thì anh cảm nhận là với ca khúc trước và ca khúc này thì cái giọng hát của Hiền nó đã có cái sự thay đổi hay là trải nghiệm? Lần đầu tiên thì cho phép Phương Anh Tú được gửi lời chào tất cả mọi người ạ. Thật ra thì qua sản phẩm lần này mọi người cũng có thể thấy được, đây là một sản phẩm mà Hiền Hồ giống như là lột xác cho giọng hát cho nó. Theo như cá nhân của Tú thì tôi thấy như vậy. Bởi vì là trước đây á, Hiền Hồ hát bài Em Ngày Xưa Khác Rồi là hát một cái kiểu khác. Còn khi mà sau này, cái lúc mà
qua thời gian thì không những mà giọng ca của Hiền Hồ thay đổi mà âm nhạc của Vương Anh Tú cũng thay đổi. Thì mới có bản Gặp Nhân Khô lại ngày hôm nay. Rất là hy vọng là mọi người sẽ yêu thích ca khúc này. Dạ, xin được cảm ơn anh Vương.